Thôi giờ không biết nói sao. Thôi nói chung là cây nhà lá vườn được đứng cùng Phượng Hằng là niềm vinh hạnh của nói chung là của em. Ok. Vâng. Rồi. Vô nhà mấy anh em. Bắt đầu. Cái chợ có hồi nào già năm nay, bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo là chợ quê. Ở đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông dạch ngao. Ra bờ sông ủng hộ nha. Rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bao. Mẹ bảo sao vậy anh? Thằng Tâm cái tánh cọc cằn sợ sau này con Hồng nó bị ăn hiếp, nên bà cứ dùng văn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thật là buồn. Từ cái bữa già qua giảm hồi, thế mẹ lắc đầu em cũng thôi dặn ơn bờ sông. Xin cảm ơn. Hôm có lĩnh đồng quân, sao đồng cho em biết? Anh sợ cái lắc đầu một tiếng thông, rồi mình cứ ngấm mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gửi buồn cho người đi kẻ ở. Mấy hôm sau em mới hay tin là anh đi bộ đội. Chỗ tiền quân xa xôi còn rải rác mà bóng ai thương chẳng biết đâu tiền. Những vừa dắt anh em giả đò đi chờ ghé nhà thăm hai bác chưa đời buồn. Nghe bác nói thương nào thằng Tâm nó cũng hỏi thăm con Hồng nó có chồng hay chưa. Đọc thư anh em mừng. Cọc cằn đây mẹ quý em yêu. Đêm qua phà Cần Thơ, anh nhìn con nước lớn, có dòng nước vào về chợ mới thăm em.
ai đây nè? Anh nói Tâm bây giờ nó đã là nghệ sĩ. Anh nói thì hiền lành, đứa đồng đội yêu dân quê. Nghe nói chỉ tròn cậu che quái trò trên tay, nhưng ngừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng. Vỗ tay lên anh em ơi. Hay quá. Nhờ làm nghệ sĩ mà thật hôm nay nó đã nên người. Nếu nó chưa có người nào cả nghĩa, đợi ngày về mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Em vội chạy ra bờ sông, hai tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chạy dường lòng sông. Chờ mới còn buồn không anh, sao chẳng thấy anh nhẹ. Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần sẽ duyên không phải bên, là chọn đời chịu tổ mà thôi. Anh chưa về vì biển cương còn ống giật, cứ nhớ em nhiều, nhớ trời mới thì chúng, nhớ mẹ hiền lành những lòng phân tay, nhớ bên sông xưa em nhặt áo bên hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ bất an. Hơn 20 năm chờ mình vẫn là chờ mới, chỉ sao năm trời có lâu lắm thông em. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều.